This is where declension charts come in handy. While they're not very good for learning new patterns, they make it very easy to see patterns we've already learned. We're good at seeing patterns. It's why we speak our native languages so well. If you've already learned to use a verb like steal, you're going to have a much easier time learning all three forms of a similar verb. Choose, chose, chosen, all at once. Where declension charts come in handy. Đây là lúc những cái bảng biến cách trở nên có ích, tức là những cái bảng biến thể đấy, biến thể động từ bất quy tắc, nó trở nên có ích. While they are not very good for learning new patterns, trong khi thì nó không có quá là hữu ích trong cái việc mà học những quy luật mới. They make it very easy to see patterns we've already learned. Thì nó làm cho chúng ta trở nên này, nó sẽ dễ dàng để nhìn thấy những cái quy tắc mà chúng ta đã học rồi. We got good at seeing patterns. Chúng ta thì giỏi trong việc nhìn ra những cái quy tắc, những cái quy luật. It's why we speak our native language so well. Đó là lý do vì sao mà chúng ta có thể nói tiếng bản ngữ của mình một cách dễ dàng, một cách giỏi, thông thạo. If you already learned to use a verb like steal, khi mà bạn đã học một cái cách để mà sử dụng cái từ steal này, you are going to have much easier time learning three forms of similar verb. Thì bạn sẽ là dễ dàng hơn, bạn sẽ dễ dàng để mà học những cái form ba cái dạng của cái động từ này, có thể chosen as one, tức là nếu mà mình học được cái dạng V1, V2, V3 của từ này thì mình cũng học được cái của từ này luôn. You can stick those three forms or even a giant French declension chart on the back of a flash card. Even if you're learning a French verb with 65 different declensions, you'll be able to remember it. After all, you're not really remembering 65 different verb forms at once. You're just remembering that this verb follows the pattern of some other, more familiar verb. You can stick those three forms. Bạn có thể là viết ba cái dạng của cái form này, or even a giant French declension chart, hoặc là một cái bảng gọi là động từ bất quy tắc khổng lồ của tiếng Pháp, tức là tiếng Pháp thì nó có thể nhiều hơn, còn tiếng Anh thì nó có ba dạng này. On the back of flashcard, và cái mà sau của cái card. Yeah, hello cô Cúc. Even if you are learning a French verb with 65 different declensions. Thậm chí nếu mà bạn đang học tiếng động một động từ tiếng Pháp với khoảng 65 cái dạng khác nhau. You'll be able to remember it. Bạn cũng có thể ghi nhớ được chúng. After all, sau tất cả, xét cho cùng. Cái cụm này được dịch là xét cho cùng này. You're not really remembering, bạn không thật sự là nhớ được 65 dạng khác nhau cùng một lúc. You're just remembering that, bạn có thể là bạn nhớ được rằng this verb, cái từ vựng này follows the pattern of some other. Thì bạn có thể là nhớ được là cái động từ này thì nó sẽ tuân theo cái dạng của một số cái từ khác. Mà nó quen thuộc, nó làm thuộc được cái
cái quy luật, quy tắc ấy. And we'll make this process easier and more enjoyable by playing a new version of our old mnemonic imagery game. Và khi mà chúng ta làm cho cái process này, cái quy tắc này, cái quy trình này nó trở nên dễ dàng hơn và thích thú hơn, thú vị hơn bằng cách là chơi một cái new version of our mnemonic imagery game, tức là học một cái bằng cách là chơi một cái phiên bản mới của một cái game mà hình ảnh mà nó dễ đáng nhớ. Key points, những cái điểm cần lưu ý. Languages are often full of complex, hard to remember patterns. Các cái ngôn ngữ thì nó thường là đầy đủ những cái quy tắc mà nó khó nhớ và nó phức tạp. You can learn these patterns. Bạn có thể học những cái quy tắc, quy luật này easily by embedding them into simple understanding stories, bằng cách là giống như là chia nhỏ nó ra. Ở đây là embedding, là gắn chúng vào những cái câu chuyện mà nó có thể dễ dàng để hiểu. Và nó đơn giản. Whenever you encounter a confusing declension chart, bất cứ khi nào mà bạn đối mặt với một cái bảng động, bảng bất quy tắc mà nó confuse, là nó khó hiểu, nó in your grammar book, trong sách ngữ pháp của bạn, check the nearest example sentence, thì hãy chọn những cái một cái câu ví dụ mà nó gần nhất and use it for general stories, và sử dụng chúng để tạo ra những cái câu chuyện để cover every new form you need, mà nó bao gồm tất cả những cái form, cái dạng mới mà bạn cần học. You turn these stories into illustrated flashcards. Bạn có thể là chuyển những cái câu chuyện này vào trong cái flashcard mà nó được minh họa. The same new word form with other flashcards. Giống như là cái dạng mà flashcard mà nó có thứ tự từ này, các cái form, các cái dạng từ này và các cái từ mới này mà mình được discuss earlier và được thảo luận trước đây. And you'll use those flashcards. Bạn có thể sử dụng những cái dạng từ vựng này to learn your target language's patterns, để mà có thể học cái quy tắc của ngôn ngữ mà bạn đang hướng tới. On Arnold Schwarzenegger and Exploding Dogs, Mnemonics for Grammar. Remember our exploiting male German dog. Bây giờ mình nhớ lại cái bài học bữa trước á, là khi mà mình học từ dog á, từ con chó của người mà mình học trong tiếng Đức á, thì tiếng Đức nó có giới từ giới tính cho cái danh từ dog này, thì nó là male. Nó là nam, còn có từ horse thì nó là nữ, còn có một cái từ gì nữa thì nó là không, à cat là female. Đây này, ví dụ như dưới này, masculine là giới tính này, không nam không nữ này. In the last chapter, trong cái chương trước thì chúng ta đã nói rằng là we take mnemonic images to nouns. Chúng ta sẽ gọi là gắn các hình ảnh
để mình nhớ mẹo cho cái danh từ này. In order to turn an obnoxiously abstract concept, để biến những cái điểm mà hết những cái khái niệm trừu tượng mà khó nhớ, ví dụ như là grammatical gender là cái giới tính của trong cái ngữ pháp. Into a vivid memorable story, trở thành những câu chuyện mà nó sống động và nó đáng nhớ. We assign a vivid verb, tác giả nói là mình sẽ gắn một cái động từ sống động cho mỗi một cái idea, nằm trong một cái khái niệm trừu tượng, ví dụ như là burning là bốc cháy, cho những cái từ nào mà nó có tính yêu cái này, rồi exploding, bùng nổ, đối với những cái từ mà nó là giống đực này. And in the process create a fun powerful tune to memorization, và một cái và tạo ra trong một cái và một cái tiến trình được tạo ra những nó tạo ra những cái công cụ, vừa quyền lực và vui, mà mình có thể nhớ được. Đó. Now we are dealing with new obnoxious abstract concepts. Bây giờ thì chúng ta cũng đang đối phó với những cái khái niệm mà nó trừu tượng và nó hết sức là khó nhớ. We talked about how to memorize the basic patterns of your target language. Chúng ta đã vừa mới thảo luận về cái cách làm sao để mà nhớ những cái khái niệm đơn giản trong cái ngôn ngữ mà mình cần học. Those 65 French verb forms, for example, ví dụ như là cái dạng khoảng 65 dạng từ vựng dạng của một từ trong tiếng, của động từ trong tiếng Pháp. Mình học tiếng Anh là nó có 3 dạng thôi, mà mình còn nhớ nó phê. Về tiếng Pháp nó đến 65 dạng. But how can you keep track of which words you equate patterns? Nhưng mình làm cách nào á mà chúng ta có thể nhớ hết được những cái từ vựng mà được sử dụng trong những cái pattern này, những cái quy luật này? It can be unpredictable after all. Xét cho cùng thì chúng cũng khó dự đoán. This not always a simple way to know. Đây không sẽ không phải luôn luôn là cái cách đơn giản để mà nhớ liệu là một cái từ vựng nó có follow one pattern, nó có follow một cái quy luật quy tắc đó hay không. Ví dụ như cái này thì nó là theo quy tắc này, không theo quy tắc này, và cái này thì nó theo quy tắc này. Đây gọi là bất động từ bất quy tắc này. Nghe học nói vậy đúng không? Suppose you could create mnemonic images that meant this verb follows the same pattern as teach, taught, had taught, or this Russian adjective follows the same pattern as this other Russian adjective. You could attach these images to every new word, i.e. caught, thought, and bought, that follows an old pattern, i.e. the teach, taught, had taught pattern, and make your life a lot easier. Giả sử, suppose là giả sử ha, hoặc là đề xuất một cái gì đó. You could create, bạn có thể tạo ra những hình ảnh mà đáng nhớ, that meant, mà nó có nghĩa là this verb follows the same pattern at teach, taught, taught, mà mình biết được rằng là cái động từ này nó sẽ follow một cái quy tắc chung như cái từ teach này, hoặc là the Russian adjective, cái tính từ của Nga này nó follows the same pattern as this other Russian adjective, thì nó cũng theo quy tắc của cái tính từ khác.
You could attach these images to every new word. Bạn có thể là đính kèm những cái hình ảnh. Cái từ attach này, này thông thường thì nó có nghĩa là đính kèm trong cái mail á, là có đính kèm file đấy. Nhưng mà trong thiền ấy, thì từ attach này thì nó sẽ dịch là dính mắc hoặc là chấp trước. Bạn sẽ đính kèm những cái hình ảnh trong mỗi một cái từ vựng mới. Ví dụ cái này that follows, mà nó tuân theo một cái quy tắc cũ và làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Đây, ví dụ như là cái từ này thì nó tuân theo này, nó cũng sẽ ba từ đó, nó sẽ tuân theo cái từ này, tuân theo quy tắc của từ này, đúng không? Không biết sao cái file này bữa nay cái âm thanh nó bị lỗi, không biết. Unfortunately, thật là không may, our old mnemonic images won't work here. Những cái hình ảnh đáng nhớ cũ của chúng ta thì nó không làm việc ở đây được. Nó không còn hiệu quả nữa. They worked fine with nouns. Nó thì làm việc tốt với danh từ. Exploding. Ví dụ như là có một con chó nó bùng nổ này, shattering, và một cái con ngựa thì nó nó tức là những cái từ này nó đi theo với cái con ngựa này, và làm cho cái câu chuyện, những câu chuyện nó trở nên đáng nhớ hơn. Shatter. Shattering là vỡ tan. Exploring là bùng nổ. Cái con chó này là giới tính đực này. Còn con ngựa này, vỡ tan này là nó là cả giống đực giống cáo luôn đấy. Đó. But those same images, nhưng mà những cái hình ảnh tương tự như vậy, break down if you try to use them, thì nó sẽ bị vô dụng. Break down là vô dụng. Nếu bạn cố gắng sử dụng chúng with verbs or adjectives, với động từ hoặc là tính từ. Tại vì với động từ á, mà mình dùng động từ, những hình ảnh về động từ để mà mình mô tả thì nó không được, nó không còn tác dụng nữa. How do you attack exploring? Làm thế nào mà bạn có thể gọi là gắn đính kèm cái hình ảnh bùng nổ cho một cái động từ, đó là catch, nắm bắt đó, hoặc là strike to fall, hoặc là làm tan ra, tan mà bị chia nhỏ ra thì nó sẽ không thể nào là một cái câu chuyện mà nó sống động và đáng nhớ được, mà nó là bad, rất là tội, nó là một bài thơ rất là tồi. You can even run into problems with nouns. German nouns have 3 possible genders and 10 possible plural forms. If you're already using 3 mnemonic images for gender, how can you add another 10 mnemonics for those plural forms? Our poor exploding dog can't do 2 things at once. He's already exploding. We can't expect him to swim or sing at the same time. You can even run into problems with nouns. Chỉ nó có thể gặp phải vấn đề với danh từ. German nouns, những danh từ của Đức, have 3 possible genders and 10 possible plural forms. Thì nó có 3, đối với tiếng Đức thì nó có 3 cái giới tính và nó có 10 dạng của form ở số nhiều. If you're already using 3 mnemonic images for gender, nếu mà bạn đã sử dụng 3 cái hình ảnh đáng nhớ cho giới tính, how can you add another 10 mnemonics for those plural forms?
thì làm cách nào để bạn mà có thể thêm 10 những cái hình ảnh mà nó đáng dễ nhớ cho những cái dạng form khác của số nhiều đấy. Our poor exploding dog. Cái hình ảnh mà con chó mà nó bùng nổ á, tội nghiệp. Can't do two things at once. Thì không thể làm hai việc một lúc. He's already exploding. Anh bởi vì nó đã thực sự nó đã bùng nổ rồi, và chúng ta không thể trông đợi nó bơi hay là hát, tức là không có thể gắn một cái hình ảnh nào đó mà nó sống động vào nữa. If you want to use mnemonics, nếu mà bạn muốn sử dụng những cái hình ảnh mà các cái thuật nhớ mẹo ấy, to help you learn grammar, để mà giúp cho bạn học cái ngữ pháp, you need to wait to attach multiple mnemonic images. Bạn cần một cái cách mà nó có thể đính kèm nhiều những cái hình ảnh gọi là mẹo nhớ mẹo cho một cái từ vựng đơn lẻ. And you need images, và bạn phải cần những cái hình ảnh that can work with verbs and adjectives, mà nó phù hợp với verb, động từ và tính từ. Person action object, the mnemonic images of memory champions. Personal attraction object, những cái đối tượng mà nó hành động của cá nhân, và người hành động đối tượng những cái hình ảnh nhớ mẹ của các quán quân ghi nhớ. Our solution comes from the wacky field of competitive memorization. There, in fierce, international competitions, participants memorize decks of cards, long poems, and thousands of numbers in exchange for cash prizes, fame, and glory. These competitions have created a sort of mental arms race, where competitors create new and improved mnemonic imagery techniques that allow them to memorize more and faster. Our solution, cái giải pháp của chúng ta comes from the wacky field, đến từ một cái lĩnh vực rất là kỳ lạ của các cuộc thi ghi nhớ. Ở đây, in fierce, trong những cái gọi là cái cuộc đua khốc liệt ấy. International competitions, trong những cái cuộc thi mà quốc tế phúc liệt, participants, những người tham gia, memorize decks of cards, ghi nhớ nhiều bộ bài này, long poems, những bài thơ dài, thousands of numbers, và hàng ngàn những cái con số, những cái dãy số, hàng ngàn số, in exchange for cash prize, fame and glory, để đổi lấy giá trị và tiền mặt, danh vọng và vinh quang. These competitions, những cái cuộc thi này, have created a sort of mental arms race, tạo ra một cái cuộc đua vũ trang về trí nhớ. Where competitors, trong khi mà những cái người đối thủ cạnh tranh create new and improved mnemonic imagery techniques, những cái người tham gia này này thì tạo ra những cái kỹ thuật về hình ảnh nhớ mẹo mà đã được cải thiện. That allows them to memorize more and faster, mà cho phép họ mà ghi nhớ nhanh và nhiều hơn. Cô Cúc ơi, cô Cúc có muốn đọc không cô Cúc? Yes. Okay. One of the core mnemonic weapons in any competitor's arsenal is known as the person action object, PAO, system. And we're going to use a simplified version of it to attach mnemonic images to our words. PAO relies upon a simple premise.
The three basic ingredients of a story are a person, Arnold Schwarzenegger, an action, explodes, and an object, a dog. One of the core mnemonics which burns any competitor's arsenal ignore at the person as an object. Spam, system, and whether into you are simply few version of it to adjust mnemonic images. Image to ours, boundaries upon a simple premier. The three basic ingredients of a story, a person, at no squatting, at non squatting, an action applauded, and an upset a dot. Một trong những vũ khí nhớ mẹo cốt lõi có trong kho vũ khí của bất cứ đối thủ cạnh tranh nào là hệ thống người hành động, đối tượng, viết tắt là vào, và chúng ta sử dụng phiên bản đơn giản hơn của nó, đính kèm các hình ảnh nhớ mẹo và các từ ngữ bao dựa trên một tiền đề đơn giản. Ba thành phần cơ bản câu chuyện là một người, Arnon, một hành động bị chia nhỏ và một đối tượng là một chú chó. Cái này cô chưa hiểu, để từ từ. Nestle, How can give you the flexibility you need to connect a mnemonic image to any kind of word? If you want to learn the 10 ways to make German plural nouns, for example, you can choose 10 people to represent them. Then you can use those people whenever you need them. Paul can give you the flexibility you need to connect a mnemonic image to any kind of word. If you want to learn the 10 ways to make German plural noun, for example, you can choose 10 people to represent them. Then you can use the people whenever you need them. Bao có thể cho bạn sự linh hoạt mà bạn cần thiết để kết nối một hình ảnh nhớ mẹo bất cứ loại từ nào. Nếu bạn muốn học 10 cách, 10 dạng danh từ số nhiều trong tiếng Đức, ví dụ bạn có thể chọn 10 người đại diện cho chúng, sau đó bạn có thể sử dụng những người này bất cứ khi nào cần. Dạ, cô hết. Cô mời cô tiếp tục. Mời bạn Lan Vũ đi. Dạ, Lan Vũ bữa nay chị vẫn nay để chị nghe thêm bữa nữa, mai rồi chị sắp xếp chị đọc. Arnold Schwarzenegger, plural form 1, explodes, masculine gender, a dog is a weird, vivid, and compact story that could tell you the gender in plural form for our poor German dog. And if German desks follow the same patterns as German dogs, which they do, German desks are masculine, plural form 1, then I'm sure Arnold won't object to exploding a desk, too. Đây, chẳng hạn như ta kiểu nói về một cái người nào đó là person, một cái person này, một cái person, action, and object, thì người đây, person đây, đây là một cái action, một cái hành động này,
Và tiếp theo là một cái object. Thế ba cái này nó sẽ đi với nhau tạo thành một cái pile. Và nó sẽ làm ra một cái câu chuyện mà nó kỳ lạ, nó sống động này, và nó gọn nhẹ này. Mà có thể nói cho bạn biết được cái giới tính. Cái giới tính là dùng cái động từ này. Plural form là dạng số nhiều ấy. Thì đó là mình dùng một cái person để đại diện cho một cái hình ảnh con chó, cho cái từ tiếng chó. Và nếu như cái bản á, trong tiếng Đức á, mà cũng follow cái quy tắc giống như là cái con chó thì cũng tiếp tục là một cái hình ảnh về một cái ông này đó, một cái explorer, và sau đó là đến hình ảnh một con chó. Đó là cái bộ ba person, action and object. If you wanted to learn that fight, fought, buy, bought, and think, thought all follow the same pattern. You could put those verbs into the action slot of a POW story. That lets you choose a mnemonic person or a mnemonic object to represent the past tense ends in ought pattern. If you wanted to learn finally for my labor and think thought. Cái ba cái này nó đi theo một quy tắc này. And follow the same pattern. Và tuân theo những tất cả những cái này nó tuân theo một cái quy tắc, quy luật. You could put those verbs tất cả những từ vựng này into the action. Vào trong cái cột đó là hành động. Cái vị trí hành động của power story. That lets you choose a mnemonic person. Và sau đó thì chúng ta sẽ cùng cho phép là chọn cái con người mà nó có thể nhớ mẹo này, hoặc là mnemonic object, một cái đối tượng để nhớ mẹo này. To represent the presence and in art pardon, để mà đại diện cho cái quy luật này. For example, if you choose a mnemonic person, say Patrick Stewart, you could imagine him fighting something, buying something, or thinking about something. If instead you choose an object, a toaster, perhaps you could imagine fighting a toaster or buying some fancy toaster. Because these stories are visual, they're much easier to remember than some abstract verb form. Especially when you're trying to learn a lot of verbs at once. For example, ví dụ này, if you choose a mnemonic person, nếu mà bạn chọn một cái người mà có thể nhớ mẹo, ví dụ như cái ông này, you could imagine him fighting something, buying something or thinking about something. Thì hãy tưởng tượng là ông đang chiến đấu một cái gì đó, mua một cái gì đó, hoặc là nghĩ về một cái gì đó. If instead, giả sử nếu như mà thay vì you choose an object, nếu mà thay vì thế thì mình không có chọn cái người nữa, cái person nữa, mà chọn đến cái đối tượng là object, thì ví dụ như a toaster, một cái lò nướng á, thì perhaps you could imagine finding a toaster. Hãy tưởng tượng là bạn đang làm gì đấy, anh chiến đấu với cái lò này, mua một cái lò nướng, nó gọi là nó fancy, nó đẹp. Bởi vì these stories, những cái câu chuyện này thì nó visual, nó cá nhân này, nó dễ tưởng tượng, dễ hình dung chứ. They are much easier to remember than some abstract verb form. Nó sẽ dễ nhớ hơn so với việc mà nhớ ghi nhớ những cái từ vựng mà nó lại còn trừu tượng, cái dạng từ, và gọi là các cái phép hai phép ba của động từ ấy. Especially, đặc biệt, when you're trying to learn a lot of verbs at once, đặc biệt là khi mà bạn đang cố học nhiều từ vựng một lúc, thì lúc này mình phải sử dụng đến cái kỹ thuật POW đấy. Adjectives can fit into POW as well.
but they're rarely complex enough to warrant some elaborate story like Bruce Lee eats a large, cold, happy hot dog. Instead, you can just use a simple mnemonic object. For example, French has 5 adjectives, beautiful, new, crazy, soft, and old, that follow a single irregular pattern. We can connect them with a single object, a beautiful football, a new football, a crazy football, and easily remember the pattern in the future. Đối với tính từ thì cũng có thể là phù hợp với cái quy tắc POW này. But they are rarely complex enough. Nhưng mà nó tính từ thì nó thường nó hiếm khi mà nó phức tạp để mà warrant someone elaborate story trong một cái câu chuyện. Giống như là cái người này ăn một cái bánh mà nó như nào? Happy hoặc là lạnh hoặc đấy, tức là cái tính từ mình cần phải học đây. Thay vì thế, you can just use a simple mnemonic object. Bạn chỉ cần đơn giản là nhớ một cái, sử dụng một cái đối tượng mà nó nhớ mẹo một cách đơn giản. Ví dụ như tiếng Pháp thì nó có 5 adjectives, nó có 5 cái tính từ. Ví dụ 5 tính từ này mà nó follow, tuân theo một cái quy tắc mà gọi là irregular. Irregular là thông thường, irregular là bất thường. You can connect them with a single object. Thì bạn có thể là kết nối nó với một cái đối tượng riêng. Ví dụ như là a beautiful football, a new football, a crazy football. Thì mình đưa cái tính từ mà nó kết nối với một cái object, một cái single, một cái object đơn giản và nó đứng, nó gọi là một cái một object thôi, đơn. Và sau đó thì dễ dàng nhớ được cái quy tắc của cái tính từ này ở future, trong tương lai. Dạ, tiếp theo con lại mời cô Cúc nha. Yes, thank you. How do you keep track of all these stories? The same way you keep track of all your words. You can make a couple of flashcards for each of your mnemonic images and let your SRS sort it all out within a week or two. You won't be able to forget the strange and tawdry escapades of Sir Patrick Stewart and his stack of verbs. Image. How do you keep track? Cup 1, 3 stories. The same way you keep track up on your words, you can make a couple of flashcards for each of your mnemonic images and let your SRS sort it turn out. Within a week or two, you won't be able to forget the strange and sobry escapades of Sir Patrick Stewart and his sort of first image. Làm sao để nhớ tất cả những câu chuyện này? Giống như cách mà bạn đã nhớ lại tất cả những từ mới, bạn sẽ tạo ra một vài thẻ học cho từng hình ảnh nhớ mẹo và để hệ thống nhắc lại cách quản phân loại chúng. Trong vòng 1-2 tuần, bạn sẽ không quên được cuộc phiêu lưu của Patrick Stewart cũng như lượng động từ của ông ấy. Yeah. Next, please.
Mnemonics are a handy way to turn unwieldy declension charts into vivid, memorable stories. Instead of endlessly drilling verb forms or noun declensions, you can learn a pattern once, attach an image to it, and use that image to quickly memorize the pattern of every related word you encounter. Mnemonics are a handy way to turn unwieldy declension charts into vivid, memorable stories instead of endlessly drilling verb form or noun declension. You can learn a pattern on attach an image to it and use that image to quickly memorize the pattern of every related word you encounter. Các thuật nhớ mẹo là cách thuận tiện để chuyển các bạn biến cách khó sử dụng thành câu chuyện sống động đáng nhớ. Thay vì luyện tập không ngừng với các dạng động từ hoặc danh từ, bạn sẽ học quy luật một lần, đính kèm vài hình ảnh vào nó và sử dụng hình ảnh đó để nhanh chóng ghi nhớ luật của các từ khác có liên quan. Dạ rồi, mời cô Thảo. You don't always need mnemonics. In some languages, the spelling of a word may tell its particular pattern. And you don't need some crazy story involving Patrick Stewart and a baseball bat to remember it. You don't always need mnemonics. Bạn không phải lúc nào cũng cần đến những hình ảnh nhớ mẹo. In some languages, trong một số cái ngôn ngữ, the spelling of a word, cái việc mà đánh vần một cái từ vựng, may tell its particular pattern, cũng có thể là cho bạn biết cái quy tắc đặc biệt của nó, quy tắc riêng của nó. And you don't need some crazy story. Và không cần thiết là phải sử dụng một số những cái câu chuyện điên rồ, bao gồm những cái đối tượng này, về người này, object, để mà remember. But somewhere, you're inevitably going to encounter irregularities. After all, languages are human constructions, and we don't always make much sense. When you run into trouble, use mnemonics to make confusing irregularities easy and fun to memorize. Somewhere, nhưng mà đến một lúc nào đó, you're inevitably going to encounter irregularities. Bạn chắc chắn sẽ phải gặp những trường hợp bất quy tắc. After all, sau tất cả, languages are human constructions. Ngôn ngữ, những ngôn ngữ thì nó là những cái sản phẩm của con người. And we don't always make much sense. Và chúng ta không phải luôn luôn có thể làm, có thể là làm cho mọi thứ nó dễ hiểu, nó ở đây tất cả dùng từ logic. When you run into trouble, khi mà bạn gặp phải vấn đề, này cái từ run into này này, nghĩa là đối mặt gặp phải. Use mnemonics, thì hãy sử dụng những cái quy tắc mà nhớ mẹo to make confusing irregularities, để mà làm cho những cái bất quy tắc mà bất quy tắc rối rắm ấy, nó trở thành easy và fun to memorize, gọi là dễ dàng và hài hước để mà có thể là nhớ. Key points. Languages often have groups of irregular words that follow similar patterns. While you can learn each of these patterns easily with the help of illustrated stories,
You may still need some way to remember which words follow which patterns. Anytime you run into a tricky pattern, choose a person, action, or object to help you remember. For verb patterns, pick a mnemonic person or an object. For noun patterns, use a person or an action. Adjectives fit well with objects, and adverbs fit well with actions. Chúng ta sẽ học cái key point hay những điểm mình nhớ. Languages often have groups of irregular words. Ngôn ngữ thì thường là nó có những cái nhóm mà động từ bất quy tắc. That follow similar patterns. Nhưng mà cái động từ bất quy tắc này thì nó tuân theo những cái quy tắc mà tương tự nhau. Tức là bất quy tắc nhưng mà nó cũng có quy tắc trong cái bất quy tắc đó. While you can learn each of these patterns. Trong khi mà bạn có thể học được mỗi một cái quy tắc đó dễ dàng. With the help of illustrated stories. Với cái cách, cái sự giúp đỡ của những câu chuyện mà nó được minh họa. You may still need some way. Có thể vẫn cần một số cách to remember which words để mà ghi nhớ cái từ vựng nào thì nó flow, nó sẽ tuân theo cái quy tắc nào. Anytime mà bất cứ khi nào bạn run into, bạn đối mặt, bạn gặp phải những cái tricky pattern, những cái quy tắc mà nó gọi là phức tạp, choose a person, action or object là power of sao đấy, hãy lựa chọn một cái đối tượng này, một cái hành động hoặc là một người nào đó để mà giúp cho bạn ghi nhớ. For patterns đối với động gọi là cái quy tắc của động từ ấy, thì hãy chọn một cái người hoặc là một cái object đối tượng mà nó nhớ mẹo. For now, patterns đối với danh từ thì sử dụng cái gì? Person or action, sử dụng cái người hoặc là hành động. Và đối với adjective, đối với tính từ thì là mình tác giả nó là phù hợp với lại động với lại object là cái động từ nhưng mà nó ở dạng tân ngữ đó, các cái đối tượng, sorry, tính từ thì sẽ phù hợp với cái objects, là tính từ sẽ phù hợp với những cái đối tượng, và adverbs trạng từ thì lại phù hợp với hành động. The power of output, your custom language class. The power of output, sức mạnh của đầu ra, lớp học ngoại ngữ tự chọn của riêng bạn. Dude, sucking at something is the first step towards being sorta good at something. Jake the dog. Adventure time. Tất cả nói là cái việc mà mình kém ở một cái việc gì đó chính là bước khởi đầu để giỏi việc đấy. Tức là mình yếu ở đâu, là mình tập trung vào đó thì mình sẽ giỏi. You've taken a few examples from each chapter of your grammar book, broken them down, and turned them into flashcards. You've learned how to learn patterns and how to attach them to new words using mnemonic images. You're well on your way toward learning the grammatical system of your new language. There's one last tool at your disposal, and it's where everything comes together. Output. Đang lấy một số cái ví dụ cho mỗi một cái chương trong cái sách ngữ pháp này. Broken them down và chia nhỏ nó ra. And turn them into flashcards. Và đưa nó vào trong cái bộ cụm từ. You will learn how to learn patterns. Bạn đã học cái cách làm thế nào để mà học những cái quy tắc, and how to attack them, và đính kèm chúng vào những cái từ vựng mới, using mnemonic images, mà nó sử dụng những cái hình ảnh mà nó nhớ mẹo. You're well on your way. Bạn đang rất là giỏi, tốt trong cái cách của bạn hướng tới cái việc mà học cái hệ thống ngữ pháp of your new language, của ngôn ngữ mới của bạn. This one last tool, và một cái công cụ cuối cùng
at your disposal, trong cái gọi là cái chương trình của bạn. And it's where everything comes together, nơi mà tất cả mọi thứ nó sẽ đi cùng nhau, đó chính là cái ly trà sữa. À, sorry. It's where everything comes together. Và nó là nơi mà tất cả những cái này, cái trên này nó đi cùng với nhau. Output, đó là cái đầu ra. You're going to write in your new language. But these aren't the tiresome essays you were required to write in school. Instead, you'll write about whatever you want to learn. If you want to pick up the ability to order food in France, then write about food. If you want to talk about Russian politics, then that's fair game, too. Rồi. You are going to write in your new language. Bạn sẽ bắt đầu viết trong cái ngôn ngữ mới của bạn. But these aren't the tiresome essays. Nhưng mà đây không phải là một cái bài tiểu luận mà nó dài dòng, nó mệt mỏi. Tire. You were required to write in school, mà bạn được yêu cầu viết ở trường. Instead, thay vì thế, you'll write about whatever you want to learn. Bạn sẽ viết về bất cứ cái gì mà bạn muốn học. If you want to pick up the ability to order food in France, nếu bạn muốn có được cái gọi là cái khả năng gọi món ở Pháp, thì hãy write about food, hãy viết về thức ăn. If you want to talk about Russian politics, nếu mà bạn muốn học cái chính trị của Nga, thì that a fair game too, thì cũng là một cái gọi là một cái game công bằng ấy, một cái trò chơi công bằng. Nói chung là cũng sẽ học và sẽ viết, tập viết về cái đó. Self-directed writing is the ultimate personalized language class. The moment you try to write about your upcoming vacation without the word for vacation or the future tense, you learn precisely what bits of language you're missing. Writing also trains you to take the patterns you've memorized and actually use them. This is where you learn to take raw information and turn it into language. Self-directed writing, viết tập viết mà nó có định hướng cá nhân ấy. Gọi là mình hướng đến cái tự định hướng, gọi là mình viết theo cái sở thích, cái mong muốn của cá nhân mình ấy. Is the ultimate personalized language class, là một cái lớp học ngôn ngữ mà nó tự chọn mà nó cao nhất. The moment you try to write about your upcoming vacation, cái khoảnh khắc mà bạn cố gắng để viết về cái kỳ nghỉ sắp tới của bạn, without the word for vacation, mà không biết từ nghỉ, kỳ nghỉ, hoặc là future tense, hoặc là cái thì tương lai, you learn precisely what piece of language you are missing, thì bạn sẽ biết được chính xác những cái mẫu ngôn ngữ nào mà bạn đang thiếu. Writing also trains you, viết cũng sẽ train, sẽ đào tạo bạn to check the patterns you were memorized, để mà có thể là có được những quy tắc mà bạn ghi nhớ, and actually use it, và thực sự sử dụng chúng. This is where you learn to take raw information. Đây là cái nơi mà bạn học những cái thông tin thô, turn it into language, và biến nó thành ngôn ngữ. Vậy là ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cái việc mà học writing này, rất là thú vị luôn. Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhé cả nhà.